Dạ, thưa hoàng hậu, thái tử phi có lỗi lầm gì, nô tỳ xin được gánh thay ạ. Hỗn xược, nhà ngươi là ai mà dám ăn nói tùy tiện ở đây? Vá! Mày thử xem. Dừng tay lại. Ta lể ngươi là người xua đuổi tà khí ở cái cung này. Nhưng mà Tấm á, con có ngửi thấy cái mùi gì? Nó thoang thoảng không? Thui thui, như mùi chuột chết đấy. Dạ, con có ngửi thấy mùi gì đâu ạ. Vân, ngươi có ngửi thấy cái mùi gì không? Nô tỳ lại ngửi thấy mùi mắm tép trưng, thơm thơm thế nào ấy. Thanh, em có ngửi thấy mùi gì không? Dạ, thưa, từ lúc nô tỳ nhập cung đã bị viêm mũi dị ứng. Thế cho nên là có mùi gì là nô tỳ không ngửi được à? Thôi được rồi, chắc là mũi ta nó có vấn đề. Đưa ta đi hồ cá coi. Dạ. Cũng may mà sứ thần biếu ta mấy con cá coi để ngắm, ta đỡ nhớ cái mùi cá kho dưới quê nhà. Dạ thưa hoàng hậu, mấy hôm trước nô tỳ vẫn cho nó ăn, nó còn vẫy đuôi bảo Vân ơi chị xinh gái thế. Ngươi không biết nhưng ta thì biết rõ đấy. Thần thiếp tham kiến thái hậu. Chúc thái hậu buổi sáng tốt lành. Thái hậu, người có thể tiết lộ cho thần thiếp biết ai đã làm hại con cá của thần thiếp không? Thần thiếp mà biết đứa nào á, thần thiếp sẽ lột da nó. Là ta. Sáng nay ta thấy chúng nó ngấp ngoải, ta đã cho ngự thiện phòng nấu cháo cho cả cung ăn rồi. Ô thế con không được miếng nào à? Dạ không, con không hề thấy có một cái bát cháo nào ạ. Không đúng, rõ ràng ta đưa cho cái Vân nô tỳ mang về rồi cơ mà. Dạ thưa hoàng hậu, là con ăn hết à. Xin hoàng hậu ban chết cho nô tỳ. À nhưng mà có một điều ta bỡ ngỡ thẫn thờ. Lúc mà ta vừa đặt chân đến hồ cá, cũng là lúc thái tử phi ra về. Chả có nhẽ. Truyền gọi thánh nô tỳ. Dạ vâng ạ. Dạ nô tỳ bái kiến thái hậu, hoàng hậu ạ. Ta hỏi ngươi, thái tử phi đã làm gì ở hồ cá coi 2 hôm trước? Dạ bẩm thái hậu, để con nhớ. Hình như hôm đó thái tử phi chỉ rửa chân thôi ạ. Chỉ rửa chân mà cũng khiến cá của ta chết. Phải chăng thái tử phi có mắc bệnh gì không? Hãy gọi mẹ và em của thái tử phi vào cung, ta phải hỏi cho ra nhé.